Mặc dù thấy bạn mình chạy xe sai làn gây tai nạn, nhưng hai nam thanh niên đi cùng vẫn lao đến hành hung tài xế ô tô. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 30 tháng 9 trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tài xế Đinh Anh Tuấn, 31 tuổi, chạy xe máy biển số 59G103634 trong làn ô tô trên quốc lộ 1 hướng từ Sóng Thần đi An Sương. Khi qua khỏi giao lộ với đường Tô Ngọc Vân khoảng 100m thì va chạm với xe ô tô loại 4 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm anh Tuấn ngã xuống đường chấn thương nặng. Ngay lập tức, hai nam thanh niên đi cùng dùng mũ bảo hiểm lao vào hành hung tài xế. Cho đến khi người đi đường bức xúc can ngăn và công an quận 12 đến giải quyết hiện trường thì vụ việc mới dừng lại. Còn nạn nhân Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.